Thế một sao vừa rồi chị thấy cảm nhận sao? Bây giờ Xuân Lan chưa hết hoàng hốt đàng hoàng. Bởi vì sao? Oh my god, thánh nữ Bolero Phi Nhung dạy thí sinh tác lật mặt người tình. Mà tác sao? Tác phải tác cái bếp. Trời ơi, mà người ta không tác, người ta bỏ đi chị không chịu. Nó xúc phạm vậy là phải tác. Phải tác mà bắt đầu chị về nhảy lên sân khấu chị tác luôn à? Chị làm em sợ quá. Không có. Chị Nhung chỉ nói là tác lật mặt tác vậy thôi. Nhưng mà Xuân Lan là nói rất là nhẹ nhàng. Chị nói như vậy là không được, chị phải dạy như vậy nè. Chị tát ngược lại như vậy không đó. Có nghe Xuân Lan nói là không tát bằng lòng bàn tay mà bắt đầu mua bàn tay thì cho nó đau luôn thể đấy. Nói chung là hai người phụ nữ này rất là hiền dịu. Không, em hôm nay em mới biết là em người ta tưởng em ác, người ta nói em mang tiếng ác, nhưng thực ra em chọn cách bỏ đi thôi. Còn chị Dung mới không được, không tát là chị không chấp nhận, chị phải tát người ta. Phải tát. Tại vì đụng tới nghề nghiệp của em là em phải, tại vì đụng chạm mạnh quá tổn thương em là em có quyền em tát. Chị Dung, sao chị mới năn nỉ chị Nga là cắt cái đoạn, cắt bỏ cái đoạn mà chị kêu tát đi. Bây giờ quay clip hậu trường chị cũng bảo vệ là chị tát. Vậy mà chị hiền cái gì chị Dung? Chị đã nói rồi chị. Là chị nói là chị rất là hiền, nhưng mà đừng có đụng chạm vô nghề nghiệp của chị thôi. Đây là một con người rất là yêu nghề nên mới như vậy, nên tới giờ phút này vẫn còn ở như vậy một mình chứ không có yêu ai hết, là tại vì mình quá yêu nghề. Là chị, là em biết tại sao chị ở một mình rồi, chị sợ chị tát lật mặt người ta. Không những là tát một người mà tát rất nhiều người. Chính vì thế nên là thôi thà rằng là ở một mình cùng với con nuôi đúng không? Để mà giữ cho mình cái là cương vị là thánh nữ Bolero dịu dàng thùy mị với Nết Na. Cái này Nhung đâu có nói là Nhung dịu dàng đâu, đây là khán giả cho Nhung một cái sự dịu dàng. Chứ tại vì là từ trước đến nay là tất cả mọi người đều là cảm nhận và tự nhận xét là Phi Nhung là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mềm mỏng, rất là dễ thương, là một thánh nữ Bolero rất là duyên dáng. Không, nhưng mà không chết cho tôi cái bình oxy đi, tôi chán chị Nhung quá, tôi muốn thở. Không, không phải, tại vì Nhung đâu có đụng chạm tới ai đâu. Thật sự cuộc sống của Nhung rất là bình thường, không có đụng chạm tới ai. Mà khi Nhung yêu cũng vậy, Nhung biết được người ta không thích là Nhung đã đi trước rồi, chứ không có để cho người ta xúc phạm tới nghề của mình. Còn cái này là diễn xuất trên sân khấu, mà xúc phạm như vậy thì mình không đè nén được, là mình phải chền lại nhẹ nhàng. Chị Nhung ơi, em nói thiệt với chị Nhung nha, quen chị Nhung biết bao nhiêu năm, ngày hôm nay ngồi đến tập thứ 6 rồi, thực sự là em để không em tuyệt vời. Không, tại vì từ trước đến giờ mình chỉ nghĩ là ok, chị Nhung lên sân khấu đẹp, hát hay, thế này thế kia, rất là hiền dịu. Nhưng mà thật sự em chưa bao giờ bị chị cá tính như vậy. Wow, thì cô em ngủ buồn lắm. Công nhận là em là một cô gái rất là ba phải. Gió chiều nào em nghiêng chiều đó. Hồi nãy em là cái người đứng lên phạm tối em không có nghĩ là chị Nhung dữ vậy. Chị Nhung ơi, chị Nhung dữ quá, chị Nhung tát quá, chị Nhung bà tát ta. Bây giờ thì tự nhiên em nói em ngưỡng mộ chị Nhung. Không có, em nhưng mà chị Nhung biết sao không? Gió chiều nào em nghiêng như chiều đó. Nhưng mà đây là thể hiện được cái cá tính của chị Nhung. Đúng rồi, em học được cái cơ bản của showbiz rồi đó. Sẽ được tiền sắp sau tới đúng không? Dạ em xin lỗi, em không cài được đài. Mà người mà có thể cài đài được đó là chị Xuân Lan. Xuân Lan mà em cài được là em biết em thua rồi, không thể nào mà thắng được chị Xuân Lan. Nói chung là ngày hôm nay em tóm lại là tóm lại là Xuân Lan một cái là tại vì chị tát là chị nói là chị tát lòng bàn tay, phải lòng bàn tay nó còn nhẹ. Và Xuân Lan không có nói gì hết, rất là nhẹ nhàng. Mà Xuân Lan chỉ chị rất là nhẹ nhàng và tát bằng cái này là mới ghê chứ. Đấy là không phải là tát nữa mà là vả đấy. Vả đấy. Nó ai thì cứ mà anh Quang Hà nói là vả. Vả đấy. Tóm lại là đây, toàn những người phụ nữ quyền lực đây. Nó ai thì cứ ai. Nhiều lúc người ta nói to lớn tiếng như vậy nhưng mà người ta không có làm đó. Còn cái người mà nhẹ nhàng như Xuân Lan là coi như là nguy hiểm vô cùng. Bolero duyên dáng nhẹ nhàng, suối thí sinh tác lật mặt người tình, chính là nữ ca sĩ Phi Nhung. Có quay được nữa. Hiền. Nên chị để cho diễn viên Xuân Lan, người mẫu Xuân Lan nói về chị như vậy đó. Thánh nữ chứ không phải là thánh nữ. Mà nó già rồi, không còn gọi là thánh nữ công chúa hay là cái gì nữa hết. Yêu cầu các bạn đừng gọi tôi bằng hai chữ như vậy. Không có tác lập mà. chối lại chối rồi. Sợ lại chối. Quý vị đừng có nghe. Ở lại chối trường á hả? Xuân Lan bày Phi Nhung tác phải, đừng có tác bao giờ tác vào lòng bàn tay mà Xuân Lan bày Phi Nhung tác, nếu mà có tác là tác. Rồi tất cả đã sẵn sàng. Đó có phải là ác không? Tác bằng người đau lắm. Và tiếp theo xin mời quý ban giám khảo.